Vâng, Egypt đến từ màn hình máy của Simang. Rồi, trận đi đấu thứ hai của xe đấu này, bên mình là một trận đấu mà là tứ tuyển cho cầu thủ bên phía chúng ta. Vâng, tứ bộ tứ rất tuyển, đó chính là Perseng, AC và Egypt, và bên kia là Iafo, Mark, Egypt. Vâng, trận đấu này mặc dù bên kia nó tứ tuyển nhưng mà tôi đánh giá cao hơn nhánh của bên mình hơn. Alo. Vâng, chào đến với trận thi đấu thứ hai của xe đấu này. Vâng, với cái bài đấu mà quân đẹp thì tôi chỉ cần có cái mong ước gọi là bài khỏe thôi, và không mong ước gì nhiều. Và đây màn hình máy Egypt. Rồi, xung quanh nhà đang thấy khá nhiều voi dành cho game thủ Simang. Vâng, đôi voi của nhà cộng với một đó là một bầy hươu đầu tiên. Vâng, nhìn nhà cửa cái gỗ đầu tiên của game thủ Egypt chúng ta là một bài đấu là rất gần rồi và được đẩy về thế là trong cánh. Và đây là máy game thủ Hoàng Mai Nhi, anh quyết định chơi bài thịt khó tàu. Vâng, tiếp tục trận thi đấu nữa mà game thủ Hoàng Mai Nhi chúng ta là bài đấu được cầm Persian. Alo, vâng, xin gửi lời chào đến bạn Đoàn Bá Đạt. Đó, bây giờ đã gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là gửi lời chào đến anh em game thủ và cảm ơn anh Nguyễn Hữu Tuấn Nghĩa. Vâng, vậy là cổ động viên đó chính là cố lên anh. Alo, vâng, không biết là bạn Thái Bảo Đặng còn theo dõi kèo đấu trên kênh không nhỉ? Vâng, nói về hệ tốn dầu ăn thì cái văn phòng, vâng, mình không tốn, vâng, chỉ có về Moon với Trường thôi. Vâng, hai ông này thực sự là vâng, hôm nào cũng đi vâng, đi ra shop, đi ra chợ, vâng, là tậu cho mình can 5 lít. Vâng, hai anh em mà tiêu rất nhanh, không biết là dán cái gì. Vâng, Trường Pazi rồi, không, vâng, có lẽ nên tập trung công việc đi. Vâng, không là sáng này sẽ bị giờ, anh em sẽ vâng, báo lên sếp và trừ lương. Vâng, đây là trận thi đấu mà nếu như mà vâng, nếu như nhà anh em nào có các vâng, anh em nào có con khoảng tầm vâng, cháu của mình khoảng tầm 3-4 tuổi thì có lẽ anh em nên dẫn sang nhà Hoàng Nhi thời điểm này, khi đây được coi là một cái vườn bách thú dành cho game thủ Persian. Và các cặp vợ chồng nên đưa con sang đây tham quan vườn bách thú của Hoàng Nhi Tơn một buổi xem sao. Vâng, có cả voi, vâng, hươu voi, cả đủ sư tử. Đây là máy của tí. Vâng, xem. Và trận thi đấu này thì về hệ sắp xếp thì thực sự cũng là tươi. Đây là máy game thủ Alonso. Rồi cái này Alonso bài đấu AC đầu cánh cũng tìm thấy cho mình khá nhiều đồ ăn. Rồi may sao tuần thi đấu vừa rồi bị hai gãy nhưng không nằm. Như vậy dường như là AC của game thủ Alonso vâng, chỉ đánh với 25 dân. Và quay trở lại với màn hình máy game thủ Hoàng Mai Nhi. Rồi ôi, bài đấu này thêm một bỏ quả nữa. Vẫn là một bài đấu Persian khỏe dành cho game thủ màu nam. Và trận đấu này không biết có duyên với ông ôi dồi ôi. Đúng là cái vườn bạch thú thật. Vâng, đúng là cái vườn bạch thú dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi thật, khi mà có quá nhiều sư tử và quá nhiều hươu voi. Vâng, đây là trận thi đấu mà dường như vâng, anh em xem nào. Vâng, đầu 9 đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, 90 vâng, và nhảy sang 908 rồi. Vâng, 909. Vâng, như vậy hôm là vâng, như lần thi đấu này lại có duyên với ông Khóc Vô Lệ rồi. Vâng, không phải là game thủ nố 1.
trận thi đấu này khóc, đó chính là bài đấu của Yamato. Vâng, không biết đây trận thi đấu mà game thủ mà muốn đánh tại nhà hay là bài đấu đi dâng BL đây. Vâng, đang khá nhiều nông dân. Vâng, tuần thi đấu mà đầu tư e có thể vẩy e bằng gõ ích bắt giò của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, chờ đợi gỗ một tuần có thể làm thêm một mỏ quả ăn hoang. Vâng, trận thi đấu này sẽ đẩy vào thế trận thi đấu mà Hoàng Mai Nhi tiếp tục bài đấu ép lạc đà. Rồi tách dần khá khéo đến từ game thủ người cầm M4. Vâng, chia ra hai đạo và mỗi đạo chạy một bên nhưng mà hơi đen. Và hơi đen chạy đây đúng vào nhà BL game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, tách dần khéo thật. Vâng, đúng là dân Yamato dựa như thời điểm này chưa có bánh xe, cảm giác nó chim bén tẩu khá nhanh. Rồi tiếp tục sẽ phải hai dân nằm xuống. Và đáng tiếc trận đấu này lạc đà đây là không phải lạc đà Parmesan. Vâng, liệu rằng không biết là vâng, người ta gọi là cõng rắn cắn gà nhà đây sao. Vâng, bãi vàng của mình chưa bo bế. Rồi đầu bên kia anh ơi. Vâng, với cánh bên này thì ăn được khá nhiều nông dân đến từ game thủ người cầm 1-4 rồi. Vâng, máy tí cánh bên này là cầm xanh. Vâng, như vậy Egypt của game thủ Simang sẽ bài đấu đánh lạc đà và dâng vâng, dâng lờ cho game thủ MOBA để cho bài cho game thủ Alonso. Và đầu cánh của Alonso đó chính là MOBA. Một trận đấu để dâng dâng BL để cho game thủ AC Rian Alonso có thể thi đấu với bài đấu đánh cung rửa tuyển của mình. Vâng, trong cánh, như vậy cánh bên này là cánh của game thủ M1 và cánh của game thủ M3. Vâng, M1 trận đấu này tù trưởng N1 với bài đấu Egypt. Vâng, trận này nhìn qua thì dường như nhà N1 cũng là bài đấu khá xấu. Vâng, liệu rằng có hất không nhỉ? Dường như trận thi đấu này là giật hốc và bò nhỏ theo kiểu tụ cung rửa dành cho game thủ N1 thì phải. Đó là cánh trở lại với máy của Alonso. Vâng, đầu cánh AC với tham lai 30, như vậy là vẫn ổn. Rồi, đầu cánh như này vẫn ổn rồi, là tươi rồi. Vâng, cơ cấu trận đấu này dừng không được tươi cho lắm. Thì bên cánh rừng dừa. Vâng, quay trở lại với máy của Hoàng Mai Nhi nào. Như vậy là đầu cánh của game thủ vâng, bên phía chúng ta kia là màu 2. Vâng, Exciter một tuần thi đấu mà vâng, Macedonian. Vâng, liệu rằng cung rừng của mình có thể phối hợp. Vâng, có lẽ phối hợp vào trong nhà cái hốc của Macedonian không? Vâng, cung rửa tí sẽ là người bắn bãi vàng. Rồi, gặp bãi vàng. Vâng, có phải chặn đơn vị y game thủ Maxe có thể áp sát không? Vâng, chỉ là ba nhà BA tơn này đầu cánh với game thủ Maxe sẽ làm tơn thi đấu gọi là hơi khó thở. Vâng, khi đoạn đã có đơn vị y. Vâng, đoạn bạn chạy dần rồi, anh Max có quay lại nhà y của game thủ Maxe không? Đang khá nhiều nông dân đang chạy. Vâng, khá nhiều nông dân của Maxe không? Nhưng mà anh quyết định chơi vào tơn này. Vâng, quyết định chơi vào mỏ gỗ đến từ màu 2. Vâng, cầm Maxe nó vâng, cầm Maxe bị những tơn thi đấu gọi là đi nhà nhưng để cảm giác nó quá báo động. Vâng, cho một cái tham lai. Vâng, người ta gọi là cho những cái kiếp người. Vâng, khi mà những anh nông dân với mấy cái độ tuổi còn trai tráng đôi mươi người phải vâng, phải chuẩn bị nằm xuống như này. Vâng, như vậy cánh bên kia Alonso báo về thì dường như cũng đã thông được cánh của mình rồi. Đây tham lai 47. Rồi thông cánh rồi, gặp nhà game thủ màu 3. Vâng, đây được coi là những người đồng đội cũ. Rồi, ngày xưa thì Tùng Anh yếu điểm nào thì có lẽ là Alonso hôm nay có thể khai thác thôi. Rồi, hoặc là ngày xưa thì cùng team có hiểm khích gì nhau không? Có lẽ đây là thời cơ để cho Alonso có thể bỏ cơn vâng cơn tức giận. Vâng, làm được 3 dân. Vâng, làm được 3 dân đến từ game thủ MOBA. Vâng, tôi vẫn đang thấy một thế trận mà mình đang chiếm một lợi thế đi công nó quá gắt đối với các game thủ bên phía Nghệ An. Vâng, hai trận thi đấu mà tôi đang thấy là team bên mình đang thi đấu một thế công nó quá công hiến. Vâng, bên kia rơi một cái thế thụ rồi. Rồi, vẩy e. Ai giờ tuần thi đấu này, vâng, Tùng Anh. Vâng, ăn được rất nhiều đông dân của game thủ màu 3. Vâng, hai móng nhà bè nhưng mà chơi được khoảng 8 dân. Vâng, Alonso cánh bên này thì đang thươi. Vâng, đây là máy tí bài đấu cầm xanh đây. Rồi, tuần thi đấu này thì vẫn vâng, gọi là đuổi cùng giết tận bài đấu game thủ mùa 2. Khả năng cao cánh này thì Macedonian trong tay Exciter cũng là lưu tiêu rồi. Vâng, dường như là Macedonian là trong tay màu 2 là không còn quá nhiều dân. Vâng, nhưng mà ngược lại thì cánh này thì nhà tí đã bay khi đây là y chiêng của Maxe. Đây không sao, tờ này người ta dễ dàng cơ cấu phát triển và giữ quân bắn Maxe chết là đuối rồi. Đây là máy xi măng. Vâng, 24. Rồi, M1 đang là người đẩy quân nhá. Vâng, đi cùng rửa rất khéo đến từ game thủ N1. Vâng, một tuần thi đấu gọi là vâng, chơi giáp lá cà đến từ N1. Và ông đứng sát và đừng vào lạc đà mà bắn cơ. Đó, không thèm đứng tầm xa. Vâng, rất đông lạc đà đến từ bên phía chúng ta đang ốp lên đây. Đây là lạc đà Hoàng Mai Nhi.
Vâng, vẫn là trận thi đấu cầm Persian và lạc đà đông như giỏi đến từ màu năm. Vâng, dần rất nhiều. Vâng, quá nhiều đồng dần của game thủ đầu 1. Vâng, trận thi đấu này một bài đấu có duyên nữa của hai đội trưởng. Vâng, liệu rằng có chạy được không? Vâng, có lẽ cái quãng đường duy chạy của đồng dần và ngầm như ngả dạ và khóc vô lệ. Vâng, tờ này gương mẫu hơn. Vâng, 2-0 trong trận đấu đầu tiên. Vâng, vẫn là trận thi đấu mà trẻ em khỏe đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi.